Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh ô tô hay. Vâng, một chiếc Dula Sati phiên bản Việt, sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.6. Đấy, dòng xe này thì không có phiên bản số tự động. Dula Sati. Đấy, mang biển kiểm soát 18A06621. Mức giá là 172 triệu đồng. Đấy, dòng xe Dula Sati này thì có rất là nhiều cái điểm cộng cho một mẫu xe giá rẻ. Chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Xe trang bị la răng đúc 4 bánh, hệ thống treo độc lập cả trước cả sau, đi cực kỳ là êm ái. Xe này cách âm tốt và đặc biệt có hệ thống âm thanh khá là hay. Âm thanh 4 loa nhưng mà bass sâu, bass xuống rất là sâu, tép đầy. Nếu mà xe Việt mà đời cũ thì không cái dòng xe nào có thể ăn được về âm thanh trên cái dòng xe Dula Sati này. Âm thanh cực kỳ là chất, nếu mà quý vị các bạn độ lên màn Android thì âm thanh quá hay luôn. 172 triệu đồng với 53 hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị bạn. Xe này trang bị 4 lốp mới. Để quý vị các bạn còn đi chán chê với cái thay lốp, trang bị công nghệ đèn halogen. Đấy, chủ xe đã độ cả gương gập điện này. Xe này thì có kích thước chiều dài là 4,5 m. Đấy, bề cao, bề ngang là 1,72 m. Chiều cao là 1,44 m. Đấy, trang bị động cơ 1.6, công suất cực đại là 105 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì cũng chỉnh nhỉnh hơn so với cả Toyota Vios một chút xíu thôi. 1.6 mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,5 để hỗn hợp. Đấy, dòng này đi rất là tiết kiệm. Dula Sati. Riêng dòng Dula Sati này thì nội thất của nó còn rất là đẹp. Đó, màn hình cam lùi khóa điện, vô lăng 3 chấu, vô lăng trợ lực lái bơm dầu, trợ lực phi lực. Đấy, chủ xe thì để tháo mất cái cam hành trình rồi, người ta lấy lại, người ta lên đời xe lấy lại. Đấy, nội thất ghế da nhé, Dula Sati này 4,5 m nên là nội thất cực kỳ là rộng đây, chỗ để chân này, đó, trần lì nguyên bản, gương chống chói cơ, hệ thống keo chỉ này, cánh bốn cánh rất là đẹp luôn. Xe gia đình sử dụng lì nguyên bản này. Đấy, loa tép, âm thanh nhỏ như con võ nhá, bass sâu. Đấy, chiếc xe này mà quý các bạn độ thêm quả màn Android hoặc cả quả súp trầm nữa thì hết được chấm luôn. Nội thất ghế da sạch sẽ và siêu rộng luôn, ghế ngửa và rộng. Đấy, ngồi trên lúc nó ra mắt là cũng được định vị như một mẫu xe ở phân khúc hạng D nhé. Đó, cửa đóng chắc. Đấy, bình xăng của Dula Sati tận 60 lít. La răng hợp kim nhôm. Răng 5 chấu rất là đẹp. La răng 14 inch này đi rất là êm luôn nhé. Đấy, bề mặt lốp là 18,5 phân bằng với cả trên Toyota Vios. Thành lốp khoảng 15 phân. Dòng xe này đi cực êm, cua lốp hay không hề mục mọt gì. Đấy, trang bị đầy đủ chân kính nẹp mưa đầy đủ hết rồi. Đấy, công nghệ đèn halogen Dula Sati. Đấy, chủ xe dán cả cái tem mác của Chevrolet. Hai mắt cảm biến để phía dưới này, cam lùi, cảm biến lùi. Phần cầm bệ đây. Đấy, bộ thay mới rồi nhé. Đấy, chạy ngon luôn. Hệ thống treo dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập cả trước và cả sau. Đấy, phía trước là dạng MacPherson và đằng sau là kiểu đa liên kết. Đấy, dòng xe này đi rất êm. Đấy, giống như những cái mẫu xe phân khúc hạng C trở lên đều được trang bị hệ thống treo như này. Sơn xì màu đen sạch sẽ, 4 lốp mới, chân kính đẹp mưa đầy đủ. Vâng, quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Hệ thống cột kéo keo chỉ đồng nguyên bản nhé. Đấy, quý vị mua xe là lãi được cả đôi giày da này.
không cần phải bố mẹ vợ giàu vẫn có thể mua được chiếc xe này, chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Đấy, đi chất lòi luôn. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em lưu nghe ngay. Đấy, tép này. Âm thanh đều là sơ thì miễn chê. Thực ra thì vì lý do bản quyền em không thể test âm thanh được cho quý vị ạ. Đấy, đảm bảo là âm thanh chất lòi luôn. Đó, thảm trải sàn xịn sò luôn nhé. Đó, máy đã lục. Đấy, gương tự mở này. Đấy, màn hình Chevrolet khóa điện này. Đó, vô lăng 3 chấu, trợ lực lái bơm dầu. Đấy, tép lên rất là cao. Điều hòa cơ nhé, điều hòa 2 chiều, xoay gương xoay kính đầy đủ. Đây là cổng sạc 12V, hộc để đồ đây. Rất rộng, thoải mái, ở dưới này rất là êm, có lớp lỉ ấy. Phiên bản số sàn, số móc, bệ tì tay. Đó, công suất cực đại của khối động cơ vào khoảng 105 mã lực, mức tiêu thụ khoảng 6,5 lít được hỗn hợp. Một chiếc xe đẹp từ trong ra ngoài, mức giá đời 2011 và mức giá chỉ có 172 triệu đồng. Bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn nhé. Vâng, sau đây em sẽ tiến vào khoang máy cho quý vị bạn xem. Đấy, phần gương, phần kính, phần đèn là bao test cho quý vị bạn nhé. Đấy, đây mở cốp này, cái này nút này rất là tiện. Đó, phần keo chỉ này. Đó, lắp cabo, cắm lắp cốp là nguyên bản. Chiếc xe gia đình sử dụng đi rất là cẩn thận, giữ xe. Đấy, lốp sơ cua cũng là lốp la xăng đúc luôn. Đấy, thiết bị kích lốp này, sàn xe không hề mục mọt một xíu nào luôn. Đó, rất đẹp. Cam nuôi đây này. Đó, đó, cam này này được thay thế bằng cam sim rồi. Xi nhan tích hợp trên sườn. Vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Dula Sati sản xuất 2011 phiên bản Việt. Xe này trang bị động cơ E-Tech 2, trục cam kéo vào liên thiên thông minh, 16 van lạc, tăng khí nạp vòng cua cao, giảm thiểu khí thải, tăng hiệu suất cho máy. Xe này trang bị 4 máy 1.6, máy nổ khá là êm, máy móc khô ráo sạch sẽ, không có hiện tượng gì dầu gì cả. Máy đọc ngang, dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập cả trước và cả sau, đi cực kỳ là êm. Phần tai này không đâm va tai nạn gì, keo chỉ là một chiếc xe khá là đẹp. Xong tầm giá, đây là dầu xả lái, ép nước, khoanh, không đâm va tai nạn gì cả, không mở nước. Người là sau khi này 2011. Vâng, một chiếc Dula Sati sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy 1.6, hiện tại chiếc xe đang mức giá đề xuất là 172 triệu đồng. Vâng, 172 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Quý vị có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử.
Vâng, xin được kết thúc quý chào đây. Xin chân thành cảm ơn quý các bạn đồng đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và gặp lại quý các bạn ở những video tiếp theo.